Bữa nay mấy nè ba anh em đi móc dưa hấu, đi với đồng hao, coi đồng hao nấu ăn là cả nhà. Còn bên bên kia là miền Nam quê hương, miền Nam tây quê cả nhà, miền Nam tây quê. Bữa nay mình đi kiếm dưa hấu cả nhà ơi. Trời ơi, trái dưa hấu này bự mà nước ủng quá. Này mình đi kiếm mình quay clip được nè cả nhà. À, hello mọi người, chúc mọi người ngày mới tốt lành nha. Bữa nay mình với Lộc Nguyễn TV đi móc dưa hấu nha. Mình là miền Nam TV mà nó lộn hoài quý rồi. Đây, đây hai anh em đây. Này dưa hấu canh cả nhà. Dạ. Trời ơi, nãy quên mang giày đi. Quá trời dưa hấu luôn cả nhà, biết bao nhiêu người móc rồi nãy. Cánh đồng rộng thênh thang luôn, còn giặt trên kia nữa cả nhà. Kiếm quả nào lớn lớn mình quay cho cả nhà xem nha. Quá trời luôn, không biết bẻo trái nào luôn cả nhà ơi. Khủng dưa hấu thiệt chứ. Dưa hấu này người ta bỏ nè cả nhà. Quá trời luôn, làm giả thiên thê luôn cả nhà. Nhỏ bự có đầy đủ luôn. Dưa canh quá trời luôn à. Đúng rồi đó, dưa này nó canh là ngon hơn dưa leo nhiều. Dưa canh là ở dưới em người ta kiếm gì ta bán không đó chị. Quá trời dưa hấu cả nhà. Dựng rắm dưa hấu luôn. Từ nói chung đợt này ít ong mà cũng không có đúng mối cả nhà. Ong cái này mình đi bắt bữa đó lũ vô gặp 4-5 tổ một lượt mà ong ruồi cũng không có mặt luôn cả nhà. Nắm mối cũng hết. Thời gian tới mình sẽ xuống 7 cả nhà. Nói chung là thời gian tới là xuống 7 đa năng đó cả nhà. Anh em nào có ủng hộ Lộc Nguyễn thì ủng hộ nha cả nhà. Nè, dưa bự nè cả nhà. Thấy không? Dữ lắm, dưa này trồng không biết mấy ngàn công nào nói cả nhà ơi. Không biết ta trồng mấy ngàn công nào nói cả nhà. Quá trời dưa luôn. Quá trời luôn rồi cả nhà, nhấp chân nè. Nè. Bẻ cái này bỏ cái kia, bẻ cái kia bỏ cái nọ cả nhà. Thôi, mình đem lại giỏ cái mình đi tiếp mình quay cho cả nhà xem nha. Quá trời luôn cả nhà.
cả nhà. Quá trời vừa luôn. Mình chưa nấu canh nhiều lắm cả nhà. Mình kiếm gì ăn thôi chứ. Bẻ dưa nấu canh về thôi, tải sao nổi cả nhà. Bẻ dưa nấu canh về là tải không nổi cả nhà. Quá trời. Trời, dưa hấu luôn. Rồi đây. Kết thúc đây để đem lại giỏ cái đi cả nhà, gặp cái nào mình quay cả nhà xem. Quá trời nhiều rồi. Đem lại giỏ cái đi cả nhà. Một đống rồi. Rồi, đang đi lượm dưa hấu mà mắc mưa kiểu này thì vô nhà đục dưa hấu luôn. Đục mưa rồi ăn dưa hấu luôn cả nhà ơi. Đợt tiếp gì ạ? Quá đã, no bởi cái bụng luôn rồi. Nó nháo no bởi bụng luôn. Đem theo một bịch đây, làm thôi. Còn nữa đây. Dưa hấu ăn tin. Dưa hấu thơm ngon, mời thơm bạn ngon. Ăn nha. No quá. Đang rồi hả? Tưởng mới ăn chứ em đợi bây giờ. No quá. Bây giờ nè ăn có ăn trái hai trái là thấy bụng bốc rồi cả nhà. Tạnh mưa anh em tiếp tục đi nữa cả nhà ơi. Đi kiếm hồi nãy đi kiếm dưa hấu lớn chắc này mình đi kiếm dưa hấu con về nấu canh ăn cả nhà. Dưa hấu nhỏ ba trái ăn non nấu canh thì thôi, hầm với nấu canh này bao ngon luôn cả nhà. Kìa, anh Giang ai ạp tật kìa. Nhiều quá, nặng bọc đi bự quá. Nặng quá. Quá trời dưa hấu luôn cả nhà ơi. Cái nè, đóng chành anh cái nè. Nè, mình kiếm là kiếm dưa hấu này nè cả nhà. Đó. Trái nhỏ nhỏ về nấu canh hả? Như để luôn cả nhà. Cái bự này chứ không ngon mà trái nhỏ. Nó cóc nhóc ở trên rồi cả nhà. Mình kiếm trái non mình hái mới về nấu canh xào rồi ăn cả nhà. Nó xào nó canh ngon lắm cả nhà ơi. Còn ơi có nằm lóc cóc nữa nè. Nè thấy không? Đó, ngon lành luôn nữa. Trái này là về nấu canh một cái thì thôi, hầm thịt cái là bao ngon luôn cả nhà. Một bao đầy nhóc nữa cả nhà. Trái này nè, về rửa trái này ra nấu canh rồi ăn cả nhà. Đâu giờ
Nguyễn kiếm trái nhỏ nhỏ gì nấu canh nè ăn đây. Còn gặp trái bự không chứ không có cái nhỏ cả nhà, trái bự gì không à. Cái nhỏ gì nè cả nhà. Quá trời rộng thênh thang luôn. Hết biết luôn cả nhà. Giờ hấu trái thì thôi, làm giả thiên thê luôn cả nhà. Để mình kiếm vài trái con nữa mình về cả nhà. Tại hết nổi rồi. Kiếm vài trái nhỏ nhỏ nữa cả nhà. Vài trái nhỏ nhỏ gì nè cả nhà. Đó, đây. Trái nhỏ gì nè cả nhà. Cái bự giờ tải hết nổi rồi cả nhà. Hai xe cứng ngắc hết rồi. Cái này cũng bự nè. Cái này cũng hơi bự nè. Kệ. Nó non. Đó, như ba trái non non này mới ngon nè cả nhà. Trái non này đúng vừa hấu canh luôn đó nha. Cái người ta đem bán ngoài chợ, vừa hấu non này ta đem bán ngoài chợ đó, vừa hấu canh. À, chuẩn bị mình về thôi cả nhà ơi, quá trời. Rồi, chuẩn bị về thôi cả nhà. Tối rồi. Chúc cả nhà có một ngày mới thật vui vẻ bình an cả nhà. Cả nhà nhớ đón tiếp xem video mới của Lộc Nguyễn nha. Chào tạm biệt cả nhà ạ.